tứ trụ Sài Gòn và một thời khuynh đảo làng nhạc Sài Gòn xưa. Trước năm 1975, Sài Gòn đắm say với những bản nhạc bolero về tình yêu và người lính. Nhắc đến dòng nhạc này thì không thể không kể đến bốn trụ cột làm nức lòng khán thính giả khắp miền Nam thời ấy. Họ được gọi là tứ trụ Sài Gòn, bao gồm bốn ca nhạc sĩ tài hoa: Hùng Cường, Duy Khánh, Nhật Trường và Chế Linh. Cho đến tận bây giờ, những cái tên này vẫn còn nguyên giá trị và đã trở thành những huyền thoại trong lòng khán giả yêu nhạc vàng. Hùng Cường. Hùng Cường được sinh ra để làm nghệ thuật. Trong bộ tứ trụ nhạc vàng, ông được xem là chân trụ đa tài nhất, bởi bên cạnh vai trò ca nhạc sĩ, ông còn là một nghệ sĩ cải lương, kịch sĩ kiêm tài tử điện ảnh. Nghệ sĩ Hùng Cường tên thật là Trần Kim Cường, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1936, là một ca sĩ tân nhạc có giọng techno cao vút. Những năm 60, ông là ca sĩ nổi tiếng của các vũ trường Kim Sơn, Baccarat tại Sài Gòn. Cùng với Mai Lệ Huyền, Hùng Cường đã thổi một làn gió mới mẻ vào làng nhạc Việt bằng dòng nhạc kích động. Nhạc pop rock được Việt hóa và vô cùng thành công. Có thể nói, đôi song ca Hùng Cường, Mai Lệ Huyền đã cùng nhau trở thành đỉnh cao của dòng nhạc này. Hùng Cường gia nhập đoàn cải lương Ngọc Kiều năm 1959 và nhanh chóng trở thành kép chánh rất thành công, mà không phải trải qua một vai phụ nào. Vai diễn đầu tiên của Hùng Cường trên sân khấu này là Romeo, tuồng Mộng đẹp đêm trăng của soạn giả Việt Bằng, Nguyễn Thanh Hiệp, khai trương tại rạp Nguyễn Văn Hảo với các diễn viên gạo cội thời đó: Ngọc Đáng, Ngọc Giàu, Kim Nên, Hoàng Kinh, Thanh Kỳ. Sau thành công vang dội nhờ giọng ca lạ của Hùng Cường, đoàn Ngọc Kiều dựng tiếp vở cải lương Hương Xa, Màu tím đèn hoa giấy, khai trương tưng bừng tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo năm 1960, rồi tiếp tục đem lưu diễn nhiều tỉnh, thị xã lớn ở miền Tây. Tiếp theo, Hùng Cường đầu quân cho các đoàn Kim Trung, Dạ Lý Hương. Tên tuổi ông vươn lên tột đỉnh là lúc về đoàn Dạ Lý Hương của ông Bầu Xuân vào năm 1966, cùng với nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết, tạo thành một cặp sóng thần sân khấu cải lương rất được ái mộ qua nhiều vở tuồng chủ lực của đoàn. Đầu năm 1971, cặp Hùng Cường, Bạch Tuyết tách ra lập đoàn cải lương Hùng Cường, Bạch Tuyết đã có những kịch bản khá ăn khách, nhưng được khoảng một năm thì đoàn hát tan rã. Có thể nói, Hùng Cường là một nghệ sĩ đa tài. Ông đứng trên sân khấu trẻ hơn nhiều nghệ sĩ thành danh lúc đó, nhưng đã thành công nhanh chóng, được hàng triệu khán thính giả ngưỡng mộ. Ngoài việc là một ca sĩ tân nhạc, một nghệ sĩ cải lương, Hùng Cường còn là tài tử điện ảnh, đã đóng nhiều phim thành công, bên cạnh các ngôi sao như Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga. Hùng Cường còn kiêm vai trò nhạc sĩ và ông đã sáng tác rất nhiều ca khúc từ trước năm 1975. Tất cả những bài hát ông viết nên đều được thu đĩa bán và đạt doanh số kỷ lục ở Sài Gòn thời bấy giờ. Hùng Cường sang Mỹ vào ngày 28 tháng 2 năm 1980. Ông cư ngụ tại Garden Grove, California, tiếp tục hoạt động âm nhạc. Ông qua đời ngày 1 tháng 5 năm 1996 tại Bệnh viện Fountain Valley, quận Cam, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 60 tuổi. Duy Khánh. Duy Khánh tên thật là Nguyễn Văn Diệp, ngoài ra còn có nghệ danh là Tăng Hồng, Hoàng Thanh. Ông sinh năm 1936 trong một gia đình vọng tộc tại Quảng Trị. Ông hát từ khi còn rất trẻ. Trong một cuộc thi ở Huế mà Pháp tổ chức, ông đã đoạt giải nhất với bài hát Trăng Thanh Bình. Sau đó, ông được chuyển vào Sài Gòn để theo đuổi nghề ca hát. Sau khi vào tới Sài Gòn, Duy Khánh bắt đầu ghi âm đĩa nhựa và đi diễn khắp nơi. Lúc này, ông lấy tên nghệ danh là Hoàng Thanh. Thời điểm này, cùng với Duy Trác, Anh Ngọc, ông trở thành một trong ba giọng nam được yêu thích nhất. Tên tuổi của ông gắn liền với những bài hát có âm hưởng dân ca và dân ca mới của Phạm Duy. Sự thể hiện thành công những bài hát của Phạm Duy khiến ông đổi nghệ danh là Duy Khánh với chữ Duy trong tên của nhạc sĩ Phạm Duy, và Khánh là tên một người bạn thân của ông. Duy Khánh từng là người song ca ăn ý với nữ danh ca Thái Thanh. Cả hai cùng nhau thâu thanh bản trường ca Con Đường Cái Quan và sau này là trường ca Mẹ Việt Nam, mà mãi cho đến ngày nay, hai bản trường ca này vẫn gắn liền với giọng hát Duy Khánh, Thái Thanh. Ngoài vai trò là một ca sĩ, chúng ta còn biết đến Duy Khánh là một nhạc sĩ nổi tiếng với các tác phẩm bất hủ, nói về tình yêu quê hương đất nước, mang đậm chất Huế như hai sáng tác đầu tay, Ai Ra Xứ Huế và Thương Về Miền Trung, cùng với các tác phẩm Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê, Người Anh Giới Tuyến, Lối Về Đất Mẹ được phủ sóng khắp đất Sài Gòn thời bấy giờ. Cuộc đời Duy Khánh là một mẫu mực của lòng nhân ái, khoan dung, chung thủy và độ lượng đối với bạn bè, thân quyến. Tuy nhiên, với một tâm hồn nghệ sĩ, ông lại rất phóng khoáng về tình cảm.
ông luôn được bao quanh bởi các thiếu nữ đẹp sẵn sàng dâng hiến hết cho người mình ái mộ. Mối tình đầu của ông là ca sĩ Tuyết Mai, người cùng hát đôi với ông lúc khởi nghiệp. Bà Tuyết Mai sinh cho ông hai người con. Khoảng năm 1964, ông thành hôn với Âu Phùng, một vũ công xinh đẹp trong ban vũ Lưu Bình Hồng. Bà Âu Phùng là một thiếu nữ người Hoa xinh đẹp, có dáng dấp cao ráo và sau đó cả hai có với nhau hai người con. Vào khoảng giữa thập niên 80, Duy Khánh thành hôn với bà Thúy Hoa và cư ngụ tại Vũng Tàu với những buổi tổ chức nhạc hội rất thành công. Duy Khánh sang Mỹ năm 1988 theo diện HO và ông đã xuất hiện nhiều trên những album của trung tâm Asia và trung tâm Trường Sơn. Duy Khánh mất năm 2003, hưởng thọ 68 tuổi. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Trần Thiện Thanh, Nhật Trường. Trần Thiện Thanh sinh năm 1942 tại Phan Thiết. Ông đến Sài Gòn năm 1958. Sau khi học xong thì làm giáo viên trung học. Sau đó, ông tốt nghiệp trường Hạ Sĩ Quan năm 1965, phục vụ tại Cục Tâm lý Chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho đến cuối tháng 4 năm 1975. Đầu thập niên 1960, Nhật Trường lập ban Tứ ca Nhật Trường, gồm ông và ba nữ ca sĩ Như Thủy, Vân Quỳnh và Diễm Chi. Ngoài ra, ông còn điều hành trung tâm phát hành nhạc và thu băng tên là Tiếng Hát Đôi Mươi. Trước giai đoạn 1975, Trần Thiện Thanh đã nức tiếng khắp Sài Gòn bởi ngoại hình hào hoa phong nhã và đặc biệt là tài sáng tác cũng như giọng ca thiên phú của mình. Trần Thiện Thanh sáng tác nhiều về tình yêu và đời lính, được biết đến như một người vui tính, đào hoa và đa cảm, nên các bản nhạc lính của Nhật Trường lúc nào cũng mang âm hưởng tự sự lãng mạn và thi vị hóa đời lính chiến gian khổ thay vì đầy rẫy sự phẫn nộ hay kêu gọi sự thù ghét. So với các nhạc sĩ khác, số lượng nhạc Trần Thiện Thanh viết về người lính là một số lượng kỷ lục. Trong tổng số hơn 200 bài nhạc đủ loại của người nhạc sĩ này, người lính là nguồn cảm hứng dồi dào cho người nhạc sĩ. Như chúng ta đã biết tới qua Thư của lính, Người yêu của lính, Màu mũ anh, Màu áo em, viết chung với Thanh Toàn, Đồn vắng chiều xuân, Không bao giờ ngăn cách, Tâm sự người lính trẻ. Trần Thiện Thanh không chỉ viết nhạc thời chiến chinh mà những khúc tình ca của ông cũng rất được phổ biến trong thập niên 60. Chúng ta cũng biết nhiều tới nhạc tình của người nhạc sĩ có những tác phẩm đa dạng này như Khi người yêu tôi khóc, Trên đỉnh mùa đông, Ai nói yêu em đêm nay, 7 ngày đợi mong, Lâu đài tình ái, Lời mai trung tỉnh, Từ đó em buồn, Một đời yêu em. Trần Thiện Thanh còn có sở trường về nhạc kể chuyện như Hoa trinh nữ, Hàng mặc tử. Đầu thập niên 1970, Nhật Trường cùng Thanh Lang thực hiện nhạc cảnh Trên đỉnh mùa đông. Cả hai đã diễn chung ăn ý đến độ người thời đó còn đồn đại nhau rằng đôi trai tài gái sắc này đang yêu nhau. Sự thành công của Trên đỉnh mùa đông đã thu hút rất nhiều khán giả xem đài thời đó và sau này được chuyển thể thành phim cùng tên. Năm 1993, Nhật Trường di cư sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình ODP. Sau một thời gian sống tại Mỹ thì ông kết hôn với nữ ca sĩ Mỹ Lan. Tại Mỹ, ông lập hãng đĩa riêng và đồng thời cộng tác với trung tâm Asia, trung tâm làng văn May Production, Hoàng Mỹ Production. Trần Thiện Thanh qua đời vào ngày 13 tháng 5 năm 2005 tại nhà riêng ở thành phố Westminster, quận Cam, California, Hoa Kỳ do bệnh ung thư phổi. Chế Linh. Chế Linh là người Việt gốc Chăm, tên thật là Chà Len, sinh năm 1942 tại Palay Hamutanran, gần Phan Rang, nay thuộc làng Hữu Đức, xã Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận. Ông vừa là một ca sĩ với nghệ danh Chế Linh, vừa là một nhạc sĩ với nghệ danh Tú Nhi. Tên ông hiện tại vẫn còn là một bảo chứng cho doanh thu phòng vé của các trung tâm ca mối nhạc hải ngoại. Cái duyên của Chế Linh với ca hát có thể gọi là nghề chọn người, bởi trước đó ông không có ý định gắn bó với nghiệp cầm ca này. Trước khi trở thành ca sĩ, Chế Linh đã mưu sinh bằng rất nhiều nghề khác nhau. Sau đó, trong cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của đoàn văn nghệ Biệt Chính Biên Hòa, ông đã đoạt giải nam ca xuất sắc nhất và nhanh chóng nổi lên cùng dòng nhạc bolero với nhiều đĩa hát được thu. Khi đoàn văn nghệ tan rã, Chế Linh chuyển sang làm nghề tài xế chở xe đá và cùng sáng tác nhạc với Bằng Giang trong thời gian này. Thành quả cho sự hợp soạn của cả hai nhạc sĩ tài năng này được công chúng đón nhận rất nồng nhiệt. Một số bài hát nổi tiếng có thể kể bao gồm bài ca kỷ niệm Đêm buồn tĩnh lẻ và Đoạn tái bút. Năm 1967 đến năm 1968, trong khoảng thời gian cộng tác với hãng đĩa Continental, Chế Linh đã hợp tác hát cặp cùng Thanh Tuyền. Đôi song ca này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng được nhắc đến nhiều nhất lúc bấy giờ. Sau sự thành công của nhạc phẩm đầu tiên, Hái trộm hoa rừng,
Rất nhiều hãng đĩa đã tranh nhau khai thác sự hợp tác của bộ đôi này. Mãi cho đến nay, cặp song ca Chế Linh - Thanh Tuyền vẫn chiếm một vị trí không nhỏ trong tim công chúng yêu nhạc vàng. Sau 1975, Chế Linh đã vượt biển sang nước ngoài, định cư ở Canada và tiếp tục hoạt động nghệ thuật phục vụ người Việt ở đất khách. Sau này, khi lệnh cấm được gỡ bỏ, Chế Linh đã trở về Việt Nam tổ chức live show vào năm 2011, phục vụ đồng bào. Chế Linh kết hôn 4 lần và có 14 người con, người vợ đầu tiên mất sớm. Hai cuộc hôn nhân tiếp theo cũng không kéo dài. Hiện ông sống cùng người vợ thứ tư là Vương Nga, kết hôn khi còn ở Việt Nam. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!